người cùng xem hôm nay mình sẽ làm cái gì với lại sản phẩm Nitro nha. Ok, bây giờ đây, cái mẫu này là em đã làm xong rồi ha. Ý quên, mình chưa bỏ cuticle oil ha. Để cho nó mướt, cho các anh chị xem được ha. Mọi người xem rõ mà đúng không? Ok, để em finish, em bỏ cuticle oil cho nó đẹp ha. Cái tay này là mình đã finish rồi nha các anh chị. Bây giờ mình sẽ start với lại cái tay kia nha. Cái mẫu design này là rất là dễ luôn. Mình có thể làm ở salon hoặc là mình làm chụp hình, mình post social media đều được hết nha. Ok, mình bỏ cuticle oil vô là nhìn cái tay nhìn nó đẹp liền ha. Ok, rồi. Cái này là mình đã finish rồi ha. Cái này hoa tuy đi ha, buộc from Nitro luôn ha. Rồi, đây mình này là lá mùa thu nha. Rồi, cái này là Magic Ombre. Hôm nay em sẽ chỉ các anh chị làm Magic Ombre với lại sản phẩm Matte Magic Ombre từ Nitro ha. Ok, bây giờ mình làm nha. Ok, cái này là em đã dũa xếp, mình clean cuticle rồi, mình đã dũa xếp everything done hết rồi ha. Mình bỏ primer rồi ha. Bây giờ mình start, mình bỏ powder lên nha. Thì cái liquid mà em xài á, là liquid solar ha, hoặc là EMA, hoặc là mọi người có thể tùy nơi gọi, hoặc là liquid chảy. Chứ em không có là dùng liquid bình thường ha. Tại liquid bình thường nó sẽ khô rất là nhanh. Ok, ok, rồi hôm nay á mình sẽ xài màu 215 của Nitro ha. Màu này rất 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 là dễ thương, 215. Cái này từ collection 256 màu của Nitro các anh chị ha. Cái 256 màu này á thì tụi em có 3 in 1 là vừa powder ha, vừa gel polish ha, với lại vừa regular polish luôn, thì mình có thể matching easy ha. Cái này vừa deep vừa đắp được luôn nha các anh chị. Rồi, và cái màu thứ hai em xài đó là màu số 10 của All Neutral Collection. Cái collection này thì có 12 màu, mình có thể làm ombre hoặc là làm solid color cũng được ha. Rồi hôm nay mình sử dụng hai màu này, 215 và màu số 10. Với lại mình xài crystal clear, nó rất là clear, để mình có thể see through cái design như vậy ha. Các anh chị thấy cái lá mùa thu này không? Đó, mình phải xài cái clear này á thì nó see through nó dễ hơn. Rồi, crystal clear from Nitro ha. Ok, bây giờ mình bắt đầu nha. Trước tiên á thì mình có mấy cái lá mùa thu ha. Cái này á thì anh chị nhớ sử dụng cái nhíp. Rồi mình lấy một vài cái ra ha. Mình xài màu đỏ cũng được ha. Cái màu nào mình thích thì mình bỏ vô ha. Nhưng mà cái màu chủ đạo của cái set hôm nay mà mình làm á là màu cam, cho nên mình lấy cái tông nào nó hợp ha. Màu cam với màu đỏ ha, với một chút màu vàng ha. Rồi, hi, xin chào mọi người. Cảm ơn ai đã say hi. Love Nigel. Các anh chị share giúp em nha. Ok, mình xài màu cam ha. Rồi, cái màu chủ đạo của mình. Rồi, bây giờ ok, cái này mình đã bỏ primer hết rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ làm giống như tay này nha. Ok, bây giờ ngón út sẽ làm màu cam trước. Em đắp màu cam trước cho mọi người nha. Em mua cái lá này lên đây chút xíu nha. Rồi, màu cam của Nitro nha, 215. Ok, mình xài màu cam này ha anh chị ha. Cái màu này á thì nó không bị marble, cho nên là mà lúc mình đắp á thì mình cứ bỏ lên thôi ha, nó không có bị mơ bồ hay gì hết á.
Rồi. Mình nhớ là mình cái size qua lúc nào nó cũng tin hết nha. Rồi mình mua cái powder vô giữa, rồi mình vuốt nó ha. Nha, powder rất là mịn, mình dễ vuốt ha. Nhớ lúc nào cái size cũng mỏng nha. Rồi mình mua powder vô chính giữa này ha, cái size nó mỏng thôi ha. Anh chị thấy đúng không? Mùa thu mà làm cái màu này rất là dễ thương luôn. Rồi một cái rồi thì mình clean cái tip đi ha. Để cho cái tip lúc nào nó cũng sạch với lại là nó thẳng ha. Cái cọ em đang xài là cọ 16 nha. Rồi, đó, mình thấy cái màu nó dễ thương quá không? Màu quá là dễ thương luôn. Rồi, bây giờ tới cái thứ hai. Thì mình đặt lên cuticle ha. Nhớ là lúc nào cũng làm cho nó sát cái cuticle, sát nhất có thể nha. Rồi, mình even nó vô. Rồi mình vuốt nó xuống. Mình nhớ clean hai bên nha. Lúc nào mình cũng nhớ là clean hai bên nha. Anh chị nhớ lúc nào mình cũng clean hai bên của mình nha. Hai bên hông này nè. Để cho nó không có dính bột ha. Rồi, mình thấy cái bột nó mướt không? Ha, cái cuticle nó mướt quá ha. Tại cái bột này nó dẻo quá, mình cũng dễ xài lắm. Mình dip mình đắp thì cũng được hết á. Lát em chỉ anh chị cái cách dip ombre bằng cái bột màu này luôn nha. Rồi, mình xong một màu. Bây giờ ngón cái á, mình đắp cũng đắp màu đó luôn. Nên là mình đắp ngón cái luôn nha. Cái này mình đã bỏ primer rồi nha anh chị. Giờ ngón cái nếu mà nó hơi dài hơn chút á, thì mình có thể đắp 3 cục hoặc 2 cục gì cũng được ha. Tùy mình ha. Ngón cái này nó bự hơn, em đắp 3 cục nha. Các anh chị nhìn thấy rõ không ạ? À? Nếu không nhìn thấy rõ thì comment cho em biết nha. Mình nhìn thấy rõ mà đúng không? Thì khi mà mình đắp cái bột này á, mình cố á, mình mua cái bột á, cho vô chính giữa á, để mình build cái apex. Còn cái ở bên ngoài này nè, hai cái size này nè, lúc nào nó cũng mỏng hết nha. Để lúc mà mình vuốt shape á, cái shape nó được sắp. Rồi mình có vuốt ha. Mình nhớ là mình clean cái tip ha. Để cho cái tip lúc nào nó cũng thẳng. Để lát mình vũa, mình đỡ phải vũa nhiều, đúng không? Rồi cái này mình đắp 3 cục nha. Và chỗ thứ hai thì mình build cái apex nè. Bột nó mịn cho nên là mình di chuyển nó cũng dễ. Rồi mình cứ vuốt nhẹ xuống ha. Rồi, nó mịn rồi đúng không? Bây giờ mình đắp cái cuticle ha. Con cái nó hơi bự thì anh chị nhớ bỏ lên, mình nhớ mua cái bột của mình bên trái với bên phải nha, để nó cover cái ngón cái nha. Tại ngón cái á, cái cuticle nó bự hơn mấy cái ngón bình thường, cho nên á là mình nhớ mình cover nó chung thôi á, là nó chỉ có cái bột ở giữa thôi mà hai bên này nó không có bột nha. Đó, màu cam mướt kìa không ha, mình thấy không, màu rất là dễ thương ha. Rồi, bây giờ hai ngón màu cam rồi ha. Bây giờ ngón tiếp theo là ngón này, mình sẽ làm ombre giống như vậy ha. Nhưng mà
mình sẽ làm ombre bằng cái magic ombre thì mình sẽ đắp màu nút trước ha, rồi mình làm cái ombre ở cái này sau nha. Ok, cái màu nút mà em xài á là màu All Neutral số 10 nha, của Nigel. Giờ này mình đắp hai cục luôn nha. Rồi mình để nó chảy xuống ha. Có dính tí cam mà không sao, mình cứ vuốt xuống nha. Anyway, lát nữa cái ngón này mình cũng làm ombre màu vàng, màu cam ở dưới lên. Rồi, mình clean cái tip nha. Rồi ha. Hôm nay chủ nhật chắc mọi người đi chơi hết rồi phong, cho nên là thấy ít người xem quá nè. Ok, bây giờ mình bỏ cục thứ hai lên ha. Thì cái này á, mình nhớ bỏ sát cuticle, càng sát càng tốt nha. Rồi mình thả nó xuống. Coi hai cái bên side này có nó đủ bột chưa nha. Rồi mình vuốt xuống. Rồi mình nhớ clean hai cái side bên này nha. Lúc nào mình cũng nhớ là mình clean hai cái sidewall bên này cho nó sạch nha. Không nó dính thì lát nữa mình dũa thì nó lâu hơn cho mình thôi, mà nó khó nữa, với lại nó dễ bị hở nữa. Mình nhớ là clean cho sạch cho em nha. Rồi ngón này lát nữa mình làm ombre nha. Ok, bây giờ ngón này lát mình làm 3D luôn, cho nên là mình bỏ cái màu nút luôn ha. Em chút xíu em làm cái này. Rồi ha. Bây giờ cái ngón này lát nữa mình làm 3D flower ha, thì mình bỏ màu nút xuống trước, xong lát mình sẽ lấy cái màu cam kia mình làm cái hoa ở trên nha. Mình cứ để bột nó chảy vậy ha. Mình nhớ là di chuyển cái bột vô chính giữa hết nha. Cái sidewall lúc nào nó cũng là cái mỏng nhất. Rồi hai dòng vuốt xuống ha. Cái màu nút này rất là dễ luôn. Trong cái All Neutral Collection á thì mình có 12 màu, màu nào cũng dễ thương hết đó các anh chị ơi. Mình làm ombre cũng được ha, làm solid màu cũng được ha, deep cũng được ha, đắp cũng được ha. Rồi mình clean cái tip nha. Rồi cái cuticle thì mình nhớ lúc nào cũng là sát cái cuticle nhất có thể nha. Hơi chảy vậy nhớ lúc nào cũng clean cái size giùm em nha, để cho nó sạch nha. Đó, bên này luôn nha. Mình nhớ là lúc nào cũng clean cái size, hai bên cái size này nha, chứ không thôi nó dễ bị lip lắm.
Rồi, mình xong ha, giờ còn ngón cuối cùng ha. Ngón này á, thì mình làm cái design với lại mấy cái lá nha. Cho mấy cái lá nó rớt đâu này nè. Rồi, ok. Rồi, cái này mình lấy cái màu nút mình đắp trước ha. Giống như ombre xuống vậy đó. Mình nhớ là sát cuticle càng sát càng tốt nha anh chị. Nhưng mà đừng có đi quá cái cuticle nha. Rồi, mình vuốt nó xuống. Cái này mình làm một lớp mỏng thôi nha. Xong rồi mình bỏ cái clear rồi. Cái clear đồ thì mình lấy cái clear nào cũng được hết nha. Mình sao nó là cái màu trắng clear là được ha. Mình bỏ nó lên. Làm thành một cái đường line giống như vậy. Mình cho nó đẹp đẹp ha. Clear này thì anh chị muốn bỏ ở đâu cũng được nha. Cái này mình add chút xíu cho nó có cái sparkly thôi ha. Rồi ha. Ok. Sau khi mình add cái glitter rồi ha, bây giờ mình có mấy cái lá ha. Anh chị nhớ là lúc nào mình encapsulate được mấy cái lá hoặc mấy cái con bướm hay cái gì á, thì mình cũng nhớ là dùng cái nhíp nè, giữ nó giống vậy ha. Xong mình bóp nó. Mình bóp nó vô như vậy nè, để cho nó không có flat. Tại vì nếu nó flat á, lúc mà mình bỏ lên trên bột á, nó không có ăn vô cái bột thì nó sẽ bị dính lên ha. Đó, mình bẻ lên hơi curve giống như vậy nè. Anh thấy không? Mình bỏ lên ha, mình bỏ ở đâu tùy mình ha. Mình thích ở đâu mình bỏ ở đó ha. Nhưng mà lúc nó curve giống vậy á, mình bỏ lên á thì nó sẽ dính lên trên đó. Nó dễ hơn, đó thấy không? Nhìn ngang này nó không có bị dính lên nhiều ở trên top ha. Rồi. Bây giờ mình thích màu gì thì mình bỏ vô ha. Đây mình có màu cam, màu vàng với màu đỏ. Thì mình cứ bỏ chỗ nào theo cái thứ tự mà mình thích thôi ha. Nó không nhất thiết phải là chỗ nào mình cũng phải bỏ hay là có chỗ bỏ chỗ không, tại cái này cái design này freestyle á, cho nên mình bỏ ở đâu cũng được hết á. Mình nhớ là bẻ cái này xuống ha, để cho nó không có bị dựng lên trên. Rồi, chị thấy không, lúc mà mình bỏ lên móng á, nó flat giống vậy nè ha, nó không có bị dựng lên trên nhiều. Tại vì nhiều lúc đó mình bỏ mấy con bướm hoặc mấy cái lá giống vậy, mình cứ để nó thẳng giống vậy nè. Rồi mình bỏ lên á, cái lúc mà mình bỏ clear lên á, rồi mình giũa cái nó bị mất cái lá đi hoặc mất cái hình con bướm đi. Rồi, ở dưới này thì mình không có bột á, thì mình bỏ miếng clear vô ha. Mình xài clear của Nitro luôn ha. Rồi mình bỏ một cái mỏng mỏng giống vậy. Rồi. Rồi mình nhớ mình bẻ nó vô vậy ha, cho nó cong cong chút xíu ha. Vậy ha. Xong rồi mình bỏ nó lên. Cho nó follow theo cái móng của mình nè. Rồi mình nghĩ là mình cho thêm một cái hai cái nữa đi ha. Để xem bên đó có bao nhiêu cái nè. Ok. Giờ mình add thêm cái hai cái này đi ha. Cho anh nhìn cho nó đầy đầy nhiều ha. Thì cái này mùa thu á, hầu như là mình làm lá thôi. Mình có thể làm bướm cũng được nữa. Nhưng mà mùa thu á, thì làm lá thì là nó đẹp nhất rồi ha anh chị ha. Rồi. Mình muốn bỏ một tí xíu mấy cái nhỏ nhỏ cái lá lên á, thì mình cắt mấy cái này nhỏ nhỏ ha, mình làm mấy cái lá nhỏ nhỏ mình bỏ lên ha, để nhìn cho nó giống như là lá nó rơi vậy đó. Mình bỏ chỗ nào mà mình thích ha, hoặc chỗ nào mà mình thấy thiếu thiếu á thì mình bỏ vô cái nhìn cho nó giống như là mấy cái lá nhỏ nhỏ nó cũng rơi vậy đó. Rồi, vậy là xong ha.
Xong cái này thì mình encapsulate được với clear là được ha. Đó. Cái này mình đã đắp cái lá lên xong rồi ha. Mình bỏ clear rồi ha. Giờ mình bỏ clear lên thôi ha. Mình xài crystal clear của Nitrile luôn ha cả nhà nha. Giờ cái này mình sẽ đắp hai cục nha. Đó, anh chị thấy không, cái clear này nó rất là trong luôn. Cho nên là lúc mà mình đắp với lại hoa hay lá hay bất cứ cái gì ở dưới á, nó dễ để nó show up lên trên cho mình ha. Mình nhớ là mình cover hết tất cả những cái lá ha. Rồi, sau khi đắp này xong thì mình đắp cái cuticle nha. Mọi người nhớ là clean cái tip luôn nha. Để cho cái tip này nó thẳng nha. Rồi. Bây giờ á, mình đắp cái cuticle luôn. Nhớ là lúc nào cái cuticle cũng mỏng nha mọi người. Mỏng nhất có thể luôn nha. Để cho đến lúc mà 2-3 tuần sau mà khách nó quay lại á, thì nhìn nó vẫn còn mới, nó không có bị xa cái cuticle quá. Mà nó mọc ra nó vẫn nhìn natural. Rồi ha, mình xong rồi ha. Đó, mình đắp xong rồi, bây giờ mình để cho nó khô chút xíu rồi bắt đầu mình giũa nha. Ok. Mình lau cái này đi, mình clean cái này đi. Ha, thì ba cái màu mà em xài hôm nay, hai cái màu mà em xài hôm nay á, nó rất là dễ xài luôn. Lát nữa em sẽ show mọi người là làm sao để làm cái ombre. Cái ombre deep giống như vậy, nó rất là dễ luôn. Mọi người thấy ha, mình finish rồi ha, mà cái màu rất là dễ thương luôn ha. Cưng quá ha. Ok. Bây giờ để một chút ha, để cho cái bột nó khô đã ha, rồi xong bắt đầu mình sẽ giũa nha. Mình vẫn dùng xem cái liquid này để mình làm hoa 3D nha mọi người. Ok, bây giờ mình dọn này nha. Em quên để em hướng dẫn mọi người cái này nha. Sometime á, ví dụ như có một hai màu á mà nó bị marble á, thì đến lúc mà mình đắp á, thì nếu mà mình đắp theo cái quay bình thường mà mình đắp á, thì nhiều lúc mình sẽ thấy cái marble ở trên top ha. Thì á, thay vì mà mình đắp cái cọc mình là cái hướng này đúng không, thì thay vì mình đắp mình lấy liquid như vậy xong rồi mình lấy bột ha, xong rồi mình đắp lên đúng không, thì nó sẽ bị marble ở trên top này ha. Thì nếu mà mình muốn không bị marble á, thì sau khi mình lấy liquid xong ha, cái mặt brush của mình như vậy đúng không, mình thơm nó đang sao, xong rồi mình lấy bột ha, xong mình quay nó lên đằng trước lại đúng chưa, xong rồi mình bỏ lên đó, thấy không, thì có phải là cái marble nó sẽ nằm ở dưới không, thì cái ở trên nó chỉ còn là màu không thôi đúng không, thì nó sẽ không có bị marble đó. Anh chị nhớ cái này nha, tại sometime á có một số màu nó bị, giống như là nhất là màu tím đó, mình làm lại một lần cho anh chị coi ha. Cái đầu cọ của mình như vậy đúng không, mình mua nó đang sao nè, mình lấy bột ha, xong mình quay nó lên đằng trước lại đúng chưa, đó rồi xong mình bỏ lên đó, thấy không, là nó chỉ còn màu không thôi đúng không, đúng không, cho nên nó đâu bị marble đâu, cái marble nó đã nằm ở dưới rồi ha, đó thì nó chỉ còn lại màu như vậy thôi. Đó, thì cái màu nó sẽ ở trên như vậy ha, nó không có bị marble ha. Rồi, cái đó cái mẹo em chỉ cho anh chị nha, tại có nhiều anh chị hỏi là sometime có một số màu giống như là màu tím, sometime cái màu neon nó cũng bị. Thì mình làm cách như vậy ha.
Cách thứ hai thì mình có thể đắp mỏng thiệt mỏng rồi mình đắp clear lên, thì cái cách đó mình sẽ cũng làm được thôi, nhưng mà nó sẽ take longer, nó sẽ lâu hơn. Nhiều lúc á mà anh chị nào ở tiệm chạy khách á thì đắp vậy thì nó hơi lâu ha, cũng hơi phê ha. Hi, xin chào mọi người. Hi anh Long. Mọi người ai có thắc mắc gì á thì mình có thể comment á, thì em đọc comment để em trả lời cho mọi người ha. Rồi, mình dọn cái này đi ha. Rồi. Rồi, nhìn cho nó sạch đẹp ha. Rồi. Cái này mình muốn share thì share đâu, hình như mình đâu có tự share được đâu ha. Hi. Ok, bây giờ mình dũa nha. Ok, bây giờ mình dũa xếp á. Thì lúc mà mình dũa xếp á, mình nhớ mình đẩy hai bên này lên chút ha, để mình dũa nó không bị vô tay khách ha. Rồi, dũa cái dũa thẳng cho mình ha. Để cái dũa thẳng cho mình ha. Mình dũa khắc hình, mình dũa một bên một chút xong mình quay lại để mình coi nó vừa, nó đều chưa nha. Đừng có dũa một bên nó nhiều quá xong cái quay lại cái bên kia cái ủa nó méo qua một bên rồi nha anh chị. Mình dũa một bên trước một ít xong rồi bên kia trước một ít rồi xong mình quay lại ha. Rồi mình dũa hai bên mà mình thấy nó đều rồi á, thì bây giờ mình dũa trên mặt của nó này. Lúc mà mình dũa trên mặt giống như vậy á thì á, lát nữa mình chỉ dũa cái cuticle thôi, chứ mình không cần phải dũa lại dưới này nữa, mà dũa tay giống như vậy á nó sẽ đều hơn là mình dũa máy. Tại mình dũa máy á, nhiều lúc nó không có được đều, mà mình nếu mà mình bị cái máy mà nó bị khựng lại á thì nó sẽ lấy một ít bột đi, thì đến lúc đó mình không có bồi lại được, hoặc là mình phải bồi lại sau cùng á thì nó hơi bị cực cho mình ha. Đó. Mình làm cái tip cho nó thẳng luôn ha. Rồi, ha, đó. Mình thấy nó thẳng rồi ha. Đó, thì cái size qua lúc nào á nó cũng mỏng, đến lúc mình làm vậy đó không? Mình thấy nó sẽ mỏng giống như vậy. Đúng chưa? Đó, mình nhớ là lúc mà mình dũa thì mình dũa bằng tay nhiều hơn. Mình chỉ dũa một chút xíu ở trên cuticle bằng máy thôi, chứ mình không có dũa nhiều bằng máy nha. Rồi. Lúc nào mình cũng nhớ là mình mua hai cái bên này đi ha, để không có đụng vô tay khách ha. Tại có nhiều người thì sẽ dũa bằng máy, nhưng mà dũa bằng cái tay á, dũa bằng tay á thì á nó đến lúc mà mình dũa bằng máy á, mình chỉ cần dũa trên cuticle thôi, mình không cần phải chạy all the way xuống cái tip ha. Dũa tay á thì nó cực hơn chút xíu, tại mình phải dũa máy á, thì mình nhờ vô cái máy móc á thì nó đỡ cực hơn, nhưng mà mình muốn nó đẹp á thì mình phải chịu cực thôi ha anh chị ha. Nhân tiện đây em cũng quên, ngày chủ nhật thứ hai tuần tới là ngày label day á anh chị. Nigel Nail có demo show ở LA Nail Supply ở Atlanta Georgia. Sau nếu mà anh chị mà có thời gian anh chị đến, anh chị ủng hộ cho Nigel ha, cũng như là mình có thể đến mình học những cái technique, những cái kỹ thuật, những cái skill, hoặc là anh chị có những cái câu hỏi gì về nail, về dipping powder hay là về acrylic solar, anh chị có thể hỏi và đến đó miễn phí ha. Mình không nhất thiết phải mua hàng đâu ha, mình đến mình chơi ủng hộ cho Nigel cũng được ha. Rồi mình xem những cái kỹ thuật mới,
rồi những cái cách làm mới, để giống như là mình có những cái kỹ thuật đó thì đến lúc mình về tiệm mình làm á thì mình cũng cảm thấy tự tin hơn, đúng không? Thì mình đâu có mất tiền đâu, mình đến hỏi được mà, mình đến hỏi free được mà, đúng không anh chị? Rồi, em vũ lẹ cho anh chị ha, để anh chị coi ha. Hai cái ngón màu nút này á, thì một ngón lát nữa mình sẽ làm magic ombre, còn một ngón còn lại á, thì mình sẽ làm cái 3D flower ha. Sử dụng bột nitro luôn thì anh chị nó sẽ thấy là nó dẻo, mình có thể đắp mình dip cũng được, mà mình làm hoa 3D cũng được ha. Gần đây nhất á, thì Nitro á, cũng có một cái collection mới ra, đó là Paradise. Paradise nó cũng có 12 màu đẹp lắm. Lát em cho anh chị coi ha. Tại mình đang làm design mùa thu cho nên mình xài cái màu, xài cái màu cam trong cái collection 256 màu. Thì 256 màu đó thì nó vừa là powder ha, deep dab này ha. Rồi mình có gel polish, mình có regular polish luôn, mà nó matching cũng cỡ 90% á. Rồi, còn hai ngón nữa ha. Cái màu cam này thì nó không bị mơ bồ. Mình nhớ lúc mình vũ á, thì mình nhớ giữ cái tay khách lại ha. Mình giữ ở chỗ nail bed chỗ này nè, thì đến lúc mà mình vũ á, nó không có bị đau tay khách. Tại sometimes mà mình vũ móng dài á, nhiều khách á nó cũng thấy đau, nên là mình giữ chút xíu thì khách không có thấy đau. Rồi, mình xong cái size qua rồi ha, thì mình vũ cái tip ha, nhớ là lúc nào cũng thẳng nha, cái vũ lúc nào cũng thẳng cho em nha. Rồi ha, mình xong bốn ngón này ha. Anh chị xem livestream anh chị nhớ chia sẻ giúp em với nha. Để khách hàng hay mọi người mà ai muốn xem sản phẩm Nitro hoặc có những cái câu hỏi gì á thì mình có thể comment, em có thể trả lời nha. Hôm nay tụi em cũng có demo show ở Garland, Texas. Và ngày mai nữa. Nếu anh chị nào ở Garland, Texas á, mình đến mình ủng hộ cho Nitro nhé. Rồi, cái màu cam này dễ thương quá ha. Rồi bây giờ mình quay lại ha, mình coi cái thử nó đều chưa nha. Coi thử coi nó thẳng chưa nha. Nha, nếu mà mình thấy cái shape nó thẳng rồi ha thì mình ok ha. Mình muốn vũ lại chút xíu để cho mình make sure thì mình lúc nào mình cũng double check để xem là nó ok hết chưa nha. Ok, sau khi mình vũ xong vậy á thì mình chạy cái cuticle á, thì mình chỉ chạy có chút xíu thôi à, mình không cần phải chạy nhiều.
Tại vì mình đã dụ ở dưới rồi, mình đã dụ cái tip rồi, thì cái cuticle á, mình không cần phải chạy nhiều. Với lại mình cũng đã đắp cái cuticle nó mỏng rồi ha, thì mình không cần phải chạy nhiều. Mình nhớ lúc nào mình chạy á, mình cũng đẩy cái da của khách ra nha. Thì mình coi nếu mà có bột hay cái gì nó dính ở đó hay gì á, thì mình clean nó đi nha. Lúc anh chị mang bao tay anh chị cẩn thận nha, đừng giống em nha, nó dính vô bao tay là nó quay ngược lại á. Tại vì mình vũ ở dưới á, cái shape với cái tip ok rồi á, thì mình không cần phải chạy gì nhiều ở dưới đó, mình chỉ có clean cái cuticle thôi. Make sure cuticle nó good thôi ha. Rồi ha, cái này mình xong ha, rồi mình buffer nha. Ok rồi. Anh chị nhớ là mình lấy cái đầu dũa nhỏ, mình clean cái underneath, cái chỗ cái tip đi nha, để nó không có bị dơ ở phía dưới nha. Đó, cái đầu dũa nhỏ như vậy ha. Đó. Cái đầu dừa nhỏ này á, nếu mà ví dụ như mình có bột ở phía dưới á, thì mình clean nó dễ lắm. Cái này xài cho cả cuticle hoặc là ở dưới móng cũng được nữa. Rồi. Buffer cái đầu tip lại một lần nữa nha, nhưng mà đừng buffer mạnh quá nha. Nên thôi mình mất cái shape á nha. Mình nhớ là mình buffer nhưng mà mình giữ cái shape.
Rồi, mình đắp mình rửa xong rồi ha. Bây giờ mình clean nó đi ha. Rồi, bây giờ á, cái ngón này với ngón cái thì mình gắn đá thôi ha, thì mình gắn đá trước ha. Ok, bây giờ mình sử dụng cái shiny top coat của Nitro Nail ha. Thì cái này á, mình có thể dùng làm shiny top coat hoặc là mình làm chrome được luôn ha. Hôm nay thì em không có chrome ở đây, nhưng mà nếu mà muốn làm chrome á thì mình chỉ bỏ lên mình hơ đèn 30 giây. Mình hơ đèn 15 giây là mình có thể làm chrome được ha. Còn nếu mà mình hơ finish luôn á thì là nó finish như top coat nha các anh chị. Mà nó cực kỳ shiny, khách đi 4 tuần, 5 tuần quay lại vẫn shiny bình thường nha. Đó. Lúc nào mà mình gần xong rồi mình bỏ top coat lên á, nó cũng khác lắm, nó lạ lắm, mà cảm giác nó đẹp lắm. Rồi lúc nào mình xong á, mình nhớ clean cái size ha. Mình nhớ clean cái shape ha. Rồi, bây giờ mình bỏ vô đèn ha. Rồi, tiếp theo á, để mình gắn cái đá lên trước ha, xong rồi mình sẽ chỉ anh chị làm ombre ha. Ok. Ok. Rồi bây giờ mình gắn cái đá trên ngón út này nha. Thì anh chị xài glue anh chị bỏ lên. Mình nhớ là bỏ inox glue để mình có thể giữ cái đá được lâu hơn nha. Chả có nhiều anh chị bỏ ít quá xong cái là khách nó đi á. Cái 2-3 ngày sau cái nó quay lại nó rụng rồi. Khách nó cầm lên ha, thì hơi mất công mình thôi ha. Mình bỏ inox glue để cho nó giữ được đá ha. Rồi, mình sẽ gắn đá giống như cái ngón này ha. Còn anh chị mà muốn twist cái design á, thì anh chị có thể gắn đá kiểu khác cũng được ha. Nhưng mà này em đang làm theo cái concept này thì em gắn giống nhau ha. Hai mọi người mình có thể chia sẻ cho Nitro Nail được không? Mọi người chia sẻ giúp em với nha. Thank you mọi người nhiều. Rồi, bây giờ mình gắn đá ha. Em chọn hai cái đá sóng sóng giống vậy á, thì nhìn cho nó hợp lý chút xíu, là giống như mùa thu á ha. Cũng không phải là mùa hè đi biển sóng sóng, nhưng mà mình cũng thích hai cái gợn gợn giống vậy, cho nên mình chọn hai này ha. Rồi, xong rồi mình lấy mấy cái hạt nhỏ hơn hoặc đó, mình bỏ nó vô ha. Cái này theo từ thứ tự từ lớn đến nhỏ nha. Rồi, mấy cái viền này á, lúc mà mình gắn đá thì mình nhớ là mình bỏ cho nó dính với cái glue ở chỗ này nha. Mình đừng có lấy ít glue quá nha. Tại vì lúc hà tiện quá xong cái nó không có đủ cái glue để nó dính á. Cái khắp đi á, cái quay lại cái nó nắng vốn á. Tại vì bị rụng á. Cho nên mình nhớ là lúc nào mình gắn đá mình cũng cẩn thận. Nhớ chỉnh nó vô trong nha, chỉnh nó vô chính giữa nha, chỉnh nó vô cái chỗ mà mình muốn nha. Lúc nào gắn đá cũng vậy, nhớ chỉnh tới chỉnh lui mà mình thấy nó ok rồi thì mình hẳn bỏ vô đèn nha. Chứ nếu mà mình thấy nó chưa ok á, đừng bỏ vô đèn nha, bởi đèn nó khô cái mình lại phải tháo ra mình chỉnh lại á, nó lâu lắm. Trước khi bỏ vô đèn là phải chỉnh trước rồi mình xem ha. Nào, cái này cũng từ lớn đến bé luôn nha. Từ lớn đến bé luôn nha. Còn hai cái hạt cuối thì mình lấy hai cái hạt bé bé ha. Hai cái hạt bé bé này đi. Lấy hai cái hạt bé bé này mình bỏ vô ha.
Rồi, sau khi mà mình thấy ok rồi ha. Thấy ok rồi thì mình bỏ thóc cốt ha. Em xài thóc cốt size này của Nitro nha mọi người nha. Lúc mà mình bỏ thóc cốt á, mình không có bao giờ mà mình bỏ thóc cốt lên trên cái đá hết nha anh chị. Mình chỉ bỏ xung quanh thôi ha, chứ mình không có bao giờ bỏ thóc cốt lên trên cái đá hết nha. Mình chỉ bỏ xung quanh thôi nha, tại mình bỏ thóc cốt lên những cái đá nó làm mất cái shine này của cái đá ha. Mình chỉ bỏ xung quanh thôi, đẩy cái keo vô trong cái chân của cái đá thì nó sẽ giữ được lâu hơn. Cái chân của nó nếu mà nó đủ keo á, nó sẽ giữ được có thể 5 6 tuần 7 tuần luôn á. Rồi mình clean cái ha. Rồi. Cái này á thì anh chị nhớ hơi đèn 60 giây nha. Nhưng ở đây thì mình hơi đèn nhanh hơn chút xíu để mình có thể làm design mấy ngón kia ha. Rồi sau khi mà mình làm đá ở ngón út rồi á thì mình sẽ gắn đá ở cái ngón mà có design lá này ha. Thì mình có thể gắn kiểu nào thì tùy mình, nhưng mà ở đây em gắn theo chiều cho nó đi xuống thì nó hợp với cái hoa ở bên này, đúng không? Thì cho nên là em gắn nó đi xuống ba cái hạt đa mình đi xuống giống vậy ha. Rồi, bây giờ mình cho ba cái đi ha. Mình nhớ bỏ đủ keo nha anh chị. Ba cái thì cũng từ bự xuống nhỏ ha. Rồi, mình nhớ là canh cho nó thẳng nha. Rồi, lúc mình canh cho nó thẳng xong rồi á thì mình nhớ bỏ, lúc bỏ top coat lên á, không có bao giờ mà mình bỏ over cái đá hết nha. Lúc nào mình cũng bỏ ở dưới cái chân đá thôi, chứ mình không có bỏ lên trên mặt của cái đá nha. Không có bao giờ bỏ top coat lên trên mặt của đá nha. Rồi. Đó, anh chị thấy nó trong không? Mình bỏ clear lên cái là nhìn nó trong liền ha. Ha, cái mẫu design quá đẹp ha. Nó dễ thương cho mùa thu nào mà nó dễ làm lắm. Ở nail salon của mình đó, mình làm cái này dễ lấy tiền lắm. Rồi, giờ mình bỏ ha. Giờ mình bỏ vô đèn á, thì mình hơ 30 giây hay là 60 giây gì cũng được ha. Để cho nó make sure là cái glue nó khô, nó không đá, nó không có đi đâu hết ha. Rồi, cái này em hơi nhanh để em làm cái design tiếp theo nha. Ok, rồi. Đó, mình có đá ở đây rồi ha. Để mình cho thêm 15 giây nữa đi cho nó make sure là cái đá nó còn nó giữ ở trên tay. Rồi, tiếp theo ha. Tiếp theo mình sẽ làm cái ombre này ha. Anh chị thấy không? Cái ombre ha, nó blend rất là... Đúng không? Dễ đúng không? Rất là dễ blend luôn. Giờ mình xài chung với cái màu cam powder hồi nãy ha, rồi mình xài cái magic ombre này lên. Rồi anh chị cách làm nha, cách này rất 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 là dễ luôn. Ok, bây giờ mình có cái màu này rồi đúng không ha. Rồi bây giờ mình bỏ magic ombre ha. Anh chị nhớ lúc mà làm ombre á thì magic ombre làm cho em hơ đèn cho em chỉ 15 giây thôi nha. Magic ombre này hơi đèn cho em 15 giây thôi nha. Make sure là nó không có khô quá, nó khô quá thì nó sẽ không có pick up cái powder lên được, thì mình không khó làm ombre ha. Nhớ lại á, là anh chị phải chọn cái powder nào mà có hai pigment. Bên Nitro tụi em đang có cái collection là Magic Ombre Magic Collection. Mình có thể lên website và mình xem sản phẩm ha. Thì cái collection đó tụi em đã chọn ra những cái màu mà đẹp nhất để xài cho ombre. Còn không á, trong cái 256 màu của tụi em á thì á, màu nào cũng có thể làm ombre được hết ha. Thì lúc mà làm ombre thì mình nhớ cho em là lúc nào cũng một màu sáng với một màu tối nha. Nghĩa là một màu sáng hơn với một màu đậm hơn á. Ok. Bây giờ mình bỏ vô đèn 15 giây nha. Rồi, mình xài lại cái màu 215 này ha. 215 này để làm magic ombre nha. Cái này rất 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 là dễ luôn. Rồi, sau khi mình hơ đèn 15 giây rồi đúng không? Rồi, anh chị lấy cái ngón tay ha, mình nhớ nhúng nó
nhúng nó xuống vậy ha, giống như mình nhúng deep ta ha. Bây giờ mình nhúng 2 phần 3 của cái nail, 2 phần 3 của cái nail, đúng chưa? Rồi bây giờ cái tip á, thì mình nhúng ở dưới. Mình nhớ là nhúng chữ V lên vậy á, thì nó pick up cái pigment nó easy hơn ha. Mình nhớ là 2 phần 3 trước, xong rồi cái tip á, thì mình nhúng cho nó đậm hơn. Còn mình muốn đậm hơn thì mình làm thêm một lần nữa ha. Tại vì móng dài á, thì mình muốn làm đậm cỡ nào á, thì mình làm cỡ đó. Ok, sau khi mà mình cảm giác là cái tip nó đậm được rồi á, đúng không? Thì mình lấy cái cọ nhỏ nhỏ, mình vuốt nó xuống. Mình vuốt nhẹ nó xuống ha. Mình vuốt nhẹ nó xuống ha. Đó. Đó, thì anh chị thấy cái màu không? Đó, nó tự động nó blend ra ha. Đó, thì đó, xong như vậy á, thì mình sẽ finish với matte coat luôn ha. Lúc mà mình kéo xuống á, thì anh chị nhớ là kéo từ trên xuống dưới, xong rồi mình clean cái cọ, rồi mình kéo từ trên xuống dưới. Đó, để cho cái bột á, nó đi xuống một đường giống như vậy. Đó, đúng chưa? Rồi, cái này em muốn đậm hơn chút xíu nữa thì em làm thêm một lần nữa, ok? Còn nếu mà anh chị không muốn đậm hơn chút xíu nữa thì anh chị có thể chỉ làm một lần thôi. Đó, một lần như vậy là đẹp rồi ha. Đó, anh chị thấy không? Thấy không? Ha. Đó, ok, mình làm thêm 10 giây nữa nếu mà chứ trường hợp anh chị nó hỏi là muốn làm đậm hơn ha. Muốn làm đậm hơn thì mình làm thêm một lần nữa thôi. Không có gì hết á. Mà mình nhớ là hơn sau khi mình bỏ cái Magic Ombre này lên móng ha, thì mình hơ 15 giây. Đó. Rồi nhớ cho em nha. Cái này mới một lớp thôi mà nó ra đẹp vậy rồi ha. Mà mình muốn đậm hơn á, thì mình làm đậm hơn thôi ha. Nhớ lúc nào cũng 2 phần 3 trước cho em nha. Đó, 2 phần 3 trước xong bắt đầu cái tip ha. Rồi mình nhúng cái tip nha. Đó, mình nhúng như vậy. Rồi, lúc nào mình cảm thấy nó đậm rồi ha. Ok, rồi mình ngưng ha. Rồi, mình lấy cái brush nhỏ nhỏ ha. Mình brush nó xuống. Đó, thấy không? Cái này là anh chị nào muốn đậm hơn ha. Đó, mình nhớ clean ở dưới nữa nha. Tại vì ở dưới lúc mình nhúng á, powder nằm ở dưới á. Còn không á, mình lát nữa mình cho khách đi rửa tay là nó hết à. Rồi, đó, anh chị thấy nó blend natural không? Đó, mà nó easy không? Tại như lúc á, mình làm ombre á, mình làm ombre đâu phải ai cũng giống như thợ của mình á, không phải ai cũng có thể blend cái ombre mà nó blend perfectly được, đúng không? Thì mình làm cái way này á, thì thợ nào cũng có thể làm được hết á. Quan trọng là mình nhớ cái bước thôi ha. Rồi, ok, sau khi mà mình đã nhúng mình là ra ombre như vậy rồi ha, thì mình finish với matte coat luôn ha. Thì mình có thể sử dụng xem cái chai này luôn, xem cái chai Magic Ombre này luôn. Đó, thì mình hơ 60 giây thì nó sẽ là matte coat, matte finish luôn ha. Rồi, mình nhớ cuticle ha. Cuticle ha. Đó, xong rồi mình kéo nó xuống ha. Đó, mình clean cái brush cái nha. Mình clean cái brush cái xong mình bỏ ngược lại mình kéo xuống. Đó. Đúng không? Anh chị thấy cái màu nó blending good không? Đó, mình nhớ cover cái tip ha. Mình nhớ cover cái tip nha. Rồi, mình clean cái side đi ha. Rồi, mình clean cái tip đi ha. Đó. Để make sure anh chị ha. Đó, mình nhớ clean cái size với clean cái thiết nha. Rồi bây giờ mình bỏ vô đèn 60 giây. Mình bỏ vô đèn 60 giây là nó sẽ finish giống như matte finish ha. Ok. Rồi bây giờ còn cái ngón, một ngón còn lại á, thì mình sẽ làm 3D flower giống như vậy ha. Thì lúc mà làm 3D flower á, thì anh chị nhớ là bỏ shiny coat finish ở phía dưới trước, hoặc là bỏ matte finish. Để đến lúc mà mình bỏ cái hoa lên rồi á, mình không cần phải bỏ cái top coat nữa. Tại vì nhiều lúc mình bỏ top coat mà nó go over cái hoa á, thì nó lại không có cái effect của cái 3D, đúng không? Ok. Đó, thấy không? Cái này mình hơ đây 60 giây rồi ha. Đó, cái này là finish rồi ha. Đó, nó rất là dễ làm luôn, mà ai làm cũng được hết á. Cái này mình nhớ step cho em là được, là mình sẽ làm được. Bây giờ với cái ngón 3D flower này thì mình bỏ matte finish ha. Cái chai Magic Ombre hồi nãy á, bây giờ mình bỏ lên mình hơ 60 giây là nó thành matte finish ha. Rồi,
Bây giờ cái này mình hơi finish để mình làm hoa 3D ha. Ok. Thì hai cái chai này á, một chai á là shiny, đúng không? Thì shiny vừa có thể làm chrome base được. Thì mình làm chrome á, thì mình bỏ lên, mình hơi đèn cho em 15 giây. Mình hơi đèn cho em 15 giây. Còn cái Magic Ombre này á, mình có thể làm matte finish được. Thì nếu mà muốn làm ombre á, thì mình hơi cho em 15 đến 25 giây tùy đèn. Nhưng mà cái đèn nào mà mạnh á, thì mình chỉ cần hơi 15 giây thôi. Còn đèn nó hơi yếu chút xíu á, thì mình hơi 20 giây, 25 giây. À, thì maybe là 20 giây là cũng ok rồi. Còn cái chrome base á, cái shiny top này á, sẽ là 15 giây nha anh chị. Nếu muốn làm chrome, finish cái này là shiny với lại chrome. Còn finish cái này là vừa ombre mà vừa là matte finish. Ok. Rồi. Bây giờ. Ok. Bây giờ mình đã finish cái này rồi ha. Bây giờ ngón này mình làm 3D flower giống như vậy ha. Đó, mình làm có hai giống vậy ha. Hôm nay mình làm có hai đơn giản như vậy thôi ha. Rồi. Mình sử dụng màu 215 nha. Hôm nay chủ đạo của cái set này là mùa thu, cho nên là mình sử dụng màu cam. Rồi. Với cái 3D thì mình sử dụng cọ size số 2 nha mọi người. 3D thì mình sử dụng cọ size số 2 nha. Em đang sử dụng cái cọ này là cọ số 2 nha. Rồi, ok. Mình sử dụng xem cái nước liquid nha. Rồi. Mình lấy một cái nhỏ nhỏ giống như vậy ha. Rồi. Mình bỏ chính giữa trước. Mình đợi chút xíu cho nó khô nha. Nếu mà anh chị nào muốn làm khô cho nó lẹ hơn á, thì mình lấy cái liquid EMA này, liquid sola hoặc liquid chảy á, mình bỏ cỡ 2-3 giọt acetone vô ha, thì nó sẽ set nhanh hơn ha. Nếu mà anh chị nào không có muốn đợi thì mình bỏ 2-3 giọt acetone vô thì nó sẽ set nhanh hơn cho mình ha. Đó, bây giờ mình mua cái này vô chính giữa cho nó thành một cái cánh hoa nha. Đó, cái này cái cánh đầu tiên, đúng chưa? Đó, anh chị quay cái cọ, anh chị nhấn xuống vậy thì cái cánh hoa nó có cái pollen, nó giống như là cánh hoa thiệt vậy đó. Rồi, mà mình nhớ là hoa 3D mình làm mỏng nha, lúc nào cũng làm mỏng thôi nha. Đó, cái cánh đầu tiên ha. Bây giờ cái cánh thứ hai, mình cũng lấy giống cái amount bột giống vậy ha. Rồi, mình đợi cỡ 3 đến 5 giây vậy đó. Mình đợi cỡ 3 đến 5 giây vậy đó. Xong rồi là mình bỏ over cái petal thứ nhất một nửa giống như vậy, đúng chưa? Đó, rồi mình mua nó ra ha. Đó, mình nhớ kéo xuống cho chụm vô một cái nha, tại vì cái hoa nó đi chụm vô một cái nha. Rồi mình quay cái cọ, mình đẩy nó lên, mình đẩy nó giống như vậy để cho cái hoa nó có cái cánh ha, tạo cái hiệu ứng cái cánh ha. Đó, đúng chưa? Đó, nó thành hai cánh, nó overlap với nhau vậy ha. Đó, đúng chưa? Rồi, cái này mình làm 4 cánh ha. Thì bây giờ mình làm hai cánh rồi. Đó, thì bây giờ mình còn hai cánh còn lại. Cái cánh còn lại nó sẽ go over bên side này, bên hướng bên này. Thì cái cánh còn lại ở dưới á, thì nó sẽ giống như là nó đang rơi rơi xuống vậy đó. Rồi, bây giờ cái cánh thứ ba ha. Cánh thứ ba cũng lấy bột y chang vậy ha. Mình cũng lấy bột y chang vậy ha. Rồi, mình bỏ bên hướng này. Nếu mà thiếu nước thì anh chị add vô thêm tí xíu ha. Đó. Rồi, mình nhớ là cái petal của mình á, lúc nào cũng đi vô trong cái nhụy hoa nha mọi người. Mình có làm gì á thì cái petal của mình cũng đi vô trong với cái nhụy hoa nha. Đó, cái nhụy hoa của mình ở chính giữa đây nè. Đó, cho nên nó là mình nhớ lúc nào mình cũng đi vô cái nhụy hoa hết, ok. Rồi, mình quay cái cọ, mình đẩy cho cái cánh hoa nó nhìn nó real ha. Rồi, ok, vậy là mình được 3 cánh đúng không? Đó, anh chị thấy không? Đó, bây giờ mình được 3 cánh rồi. Bây giờ cái cánh thứ tư á, mình cho muốn cho nó rớt ở hướng nào á, thì mình cho nó rớt hướng đó. Nhưng mà giờ em đang làm về hướng bên trái á, thì em bỏ cho nó rớt ở bên hướng bên trái ha.
Rồi, mình cũng lấy xem mà mau ha. Đó, mình đợi 3 giây này ha. Rồi, mình bỏ lên. Giờ mình muốn cho nó rớt bên này thì mình để nó rớt bên này ha. Rồi, bây giờ mình kéo cái này vô trong cái nhụy hoa. Đó, đúng chưa? Mình kéo vô trong cái nhụy hoa, rồi mình để nó khô chút xíu ha. Rồi, bắt đầu mình quay cái cọ ha. Mình bè nó ra. Đó, mình quay cái cọ, mình bè nó ra. Để cho nó giống như cánh hoa nó mỏng ra ha. Để cho nó giống như cái cánh hoa. Rồi mình nhớ kéo vô cái nhụy hoa. Đó, mình nhớ là lúc nào á, cái cánh hoa nó cũng đi vô với cái nhụy hoa ha. Đó, mình quay cái cọ một lần nữa. Mình đẩy để cho cái cánh hoa nhìn nó thật ha, đúng không anh chị? Rồi, đó, bây giờ mình có 4 cánh rồi ha. Đó, cái cánh hoa mình làm cho nó mỏng mỏng ra, nhìn cho nó thật ha. Rồi, bây giờ mình có 4 cánh hoa rồi, đúng không? Đó, mình để cho nó khô chút xíu ha. Rồi, bây giờ mình đợi cho nó khô chút xíu nha. Bây giờ mình clean cái cọ đi ha. Mình nhớ lúc nào cái cọ của mình nó giống như bạn của mình vậy đó. Mình giữ cái cọ nha anh chị. Rồi, xong ha. Nào, mình đợi chút xíu cho nó khô nha. Rồi, bây giờ mình dùng cái treo vẽ màu đen. Mình lấy cái cọ ha. Rồi, mình lấy cái cọ ha. Mình vẽ cái đường màu đen giống như là một cái cành hoa đi xuống vậy đó. Đó, đúng không? Thì mình lấy một chút màu đen. Bây giờ mình vẽ chính giữa ha, là cái nhụy hoa ha. Mình vẽ chính giữa cái nhụy hoa trước ha. Rồi, đó, ở chính giữa mình tô đen đen chút xíu nha, là cái nhụy hoa nha. Đó, chính giữa đen đen giống như là cái nhụy hoa này. Bây giờ rồi mình lấy một ít cọ treo nữa. Bây giờ mình kéo từ trên xuống dưới, làm thành một cái nhành hoa. Đó, mình kéo mạnh sao cho nó tự nhiên ha. Mình muốn đi hướng nào thì mình đi hướng đó ha. Đó, đúng không? Nó giống như một cái nhành hoa vậy đó. Bây giờ mình làm cho cái nhụy hoa nó đậm hơn chút xíu. Thì mình làm cho nó đậm hơn chút xíu nha. Còn cái nhành nó đi xuống á, thì mình cứ giữ cho nó mỏng, thì nhìn cho nó tự nhiên. Đó, đúng chưa? Rồi, bây giờ ngay cái chỗ cái nhụy hoa á, thì mình tán nó ra chút xíu ha. Mình dùng cái đầu cọ mình tán nó ra chút xíu, nó giống như mấy cái cánh hoa vậy đó. Ok, mình tán nó ra chút xíu ha. Đó, bên hướng bên này nè. Đó, mình tán nó ra chút xíu. Cho nó nhìn cho nó thật á ha. Đó, đúng không? Đó, là mình có cái hoa này. Rồi, mình hơ đèn cho em 30 giây nha. Rồi, sau khi mình làm treo đen giống vậy thì mình hơ đèn cho em 30 giây nha. Rồi, 30 giây xong á. Và mình nhớ lúc mình vẽ xong mình nhớ clean cái cọ này nha. Mình lấy một ít giấy ha. Mình clean cái cọ này ha. Clean cái màu đi ha. Xong rồi, mình lấy gel polish. Mình lấy gel top coat, đúng không? Mình add vô một chút xíu để mình giữ cái nếp cọ. Rồi mình vuốt lại một lần nữa để mình giữ cái nếp cọ. Đó, đúng không? Để lúc nào á, cái cọ vẽ của mình á cũng ở trong cái tình trạng tốt nhất hết ha. Mình nhớ ha, là go over lại một lần với lại gel top coat ha. Để mình lúc nào mình cũng giữ cho cái cọ của mình á, nó mướt mà nó sạch hết á. Đó, rồi, ok, đúng không? Rồi, cái này carefully nha. Mình bỏ vô lại cái nắp. Đó, là lúc nào mình cũng sẽ có cái cọ của mình như mới hết á. Ok, đó. Ok, bây giờ sau khi mà mình hơ, sau khi mà mình hơ nó khô rồi ha. Rồi, bây giờ mình bỏ một hạt diamond lên ha. Nhìn cho nó sáng sủa, đẹp đẽ ha. Đây, mình bỏ một cái hạt diamond giống như cái này. Đó, anh chị thấy nó lấp lánh không? Đó, có một cái hạt diamond vô một cái là nó lấp lánh, nó khác liền ha. Rồi, bây giờ mình cho một ít keo ở chính giữa này nha. Nhưng mà đừng nhiều quá nha anh chị. Cho vừa đủ được cái hạt diamond nhỏ nhỏ thôi. Rồi, cho vừa đủ ở chính giữa ha. Rồi, xong mình lấy cái hạt nhỏ, mình bỏ vô chính giữa ha. Mình nhớ clean cái treo nó bị vương ra chút xíu nha. Đó, anh chị thấy không? Đó, mình bỏ một cái hạt nhỏ nhỏ thôi ha, là nó làm cho cái hoa nó rất là fancy rồi ha. Rồi, xong.
Rồi mình hơ đèn, cái này mình hơ cho em 60 giây nha, là mình finish luôn á nha. Ok, thì hôm nay á mình làm design này á, giấy màu 215, màu 215 của bộ 256 màu của Nitrile. Bộ 256 màu á thì mình có powder, dip and dab và regular polish và gel polish. And hôm nay em xài số 10 của All Neutral. Số 10 All Neutral, All Neutral Collection thì có 12 màu. Đó, rất là dễ ha. Mấy cái này dễ xài. Và crystal clear, crystal clear thì rất là clear luôn ha, Citroen, anh chị thấy ha. Đó ha. Ok, sau khi 60 giây á thì mình clean rồi, bắt đầu mình chụp hình ha. Thì lúc mà mình chụp hình á thì anh chị để cái background màu trắng thì nó là đẹp nhất, đúng không? Cảm ơn mọi người nhiều. Ok. Đó, sau khi mà mình hơ xong, đúng không? Đó, mình thấy cái hoa không? Đó, nó rất là đơn giản mà nó rất là fancy ha. Đó, mình chỉ cần ép một tí xíu cái diamond thôi là cái hoa nó nổi lắm luôn rồi. Rồi cái magic ombre á, mình thấy nó blend đều không? Đó, thấy không? Đó, so sánh hai tay này ha. So sánh hai tay này ha. Đó, blend y như nhau. Đó, đúng không? Đó, rồi ok, sau khi mình xong á thì mình nhớ bỏ cuticle oil nha. Mình bỏ cuticle oil lên dòng cuticle, hoặc là mình cho khách mình đi rửa tay xong rồi mình quay lại mình chụp hình ha. Rồi mình nhớ bỏ cuticle oil lên cái cuticle ha. Rồi xong. Đó, xong hôm nay livestream. Xong hôm nay à, mình thấy không, bộ cho mùa thu rất là dễ ha. Đó, hai tay. Đó, đó mình xem thấy không. Đó, cái collection này rất là dễ làm luôn. Cái All Neutral Collection của mình có 12 màu, rất 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 là dễ làm luôn. Và cái collection 256 màu của Nitro cũng rất là dễ làm luôn. Deep, dark, mình làm gì cũng được hết á. Mình thích gì mình làm đó, 3D flower luôn ha. Đó, ok, hôm nay em cảm ơn anh chị nhiều nha, đã bỏ chút thời gian để xem livestream của em, cũng như là xem livestream sản phẩm của Nitro. Nhân tiện đây thì tụi em cũng có một cái demo show vào ngày Label Day sắp tới, đó là September 5-6 đúng không ta? Nhưng mà ngày chủ nhật và thứ hai đó là, thứ hai là Label Day đó, thì tụi em có một cái demo show ngày chủ nhật và thứ hai sắp tới on Label Day ở LA Nail Supply ở Atlanta, Georgia. Thì nếu anh chị có thời gian, anh chị có thể đến xem và ủng hộ, cũng như là ghé thăm sản phẩm của Nitro, cũng như là anh chị nếu có thắc mắc, có câu hỏi, hoặc là những cái thắc mắc về sản phẩm Nitro, cũng như là how để làm thế nào để làm ra một bộ tay đẹp hay như thế nào đó, thì anh chị có thể hỏi, tụi em có educator ở đó thì tụi em sẽ chăm sóc cho anh chị. Cảm ơn anh chị nhiều hôm nay đã xem livestream của Nitro nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye.